Gen Z cái gom si condition sẽ true em ta cái gì suy cái condition gì nè true em ta cái gì mà cái mình nung đó coi nè a sẽ b đây đi chào rồi bả c đây cái gì mà sẽ chào rồi mà xong pick plan em có check đâu vậy à ta nhà đi co sẽ b đây đi chào rồi mà sẽ c đây đi chào c đây cái số mà chào rồi nên hai bên lấy tiền bả coi nè check đâu rồi cái gì không có gì nữa bả dùng cái này coi nè sẽ một cái if mà các muốn start rồi tụi nè bả if mà các muốn start rồi co if sẽ cái nó b đây đi chào rồi nên a sẽ một cái go to c đây cái một chào rồi nó một check đâu rồi go to học cái hai cái nè go to học bộ go to học sẽ hai bên đi mà sẽ nó đâu rồi nè go to anh em bị tải cái số yên nè bả một cái xí đa một insect đâu đấy xí đa đi a đấy số chào rồi bà sorry b đấy số chào rồi bà c đấy số chào rồi bà tôi đang cái đi khoai đi cái lái rồi bà đã lúc sẽ cái ở đây a ở đây này có xung quanh đó coi nhá bên f phải là cái đã làm biết rồi bà a sẽ cũng y cái hai cái này coi nhá persistence d đúng không happy rồi ngay sai cái đây này có đúng không is largest này biết rồi largest number of the a hapo and the bracket close to rom a sigi bracket sigi masi south rom nina l star l to ko koi na c sina amo charom ba ya dagi s s sina rege hai tar ga di masi else is in the bit sigma pan sig if sig else in the snake I target the and say if say else is in the bit jump door else the most check door else a the git the mo khoina a the su mana star on the target the is the git small so am that is na mo star on ni da na du ge khoina si da else da when after cái này là cái số lượng sẽ sinh ra đi sinh ra lượng tôi nói ra là cái số thế cái happen sinh ra bao hiện tại có sẽ sinh ra sinh ra bao equal sao bây giờ cái gì equal tôi hay đi mà sẽ pyramid và value này đó cái cùng bao coi này a b c thì đó mà sinh ra mana nó pyramid đa cái gì mà sinh ra mana bao một số cái tài liệu này có những sector không đều anh đó khi nào mà nó đã bị để pi cái tài thì cái số cái chuyện vậy mà nó là pi sin cái hai tài thì mà nó bớt số check đâu cái quan này vậy mà nó tài cái gì năng giác của check khi nào cái tài đó nó go to sẽ a chất khi này vậy mà sinh ra mà sẽ có tăng được chất khi này vô quả a sẽ tăng chất khi này vậy sinh condition gì lập true là phải a được chất khi này vậy cái tài đó nó go to nó check thôi bạn go to sẽ giao được số ai vậy cái tài đó sẽ tăng check đâu số ai vậy cô user kia cô kia bấm vào này cô có nên gì họ giờ họ là rồi sẽ ai có được đi miss họ à giờ họ là cái này họ lên mà lên tàu bây giờ à giờ mà nào bấm qua mà nào bấm qua cho anh đấy ôn tờ tờ tàu chứ họ 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 giờ họ là sẽ có được đi à sắp mà nào thôi là cái này bài học về cái condition sẽ cái tên nó bị cột tu sinh ra true ở cái mặt tâm đó, cái gì bớt ra, ở đâu tu như vậy, này có, mà ông ta cái cháu với hệ lâm bả, ở nhà trước á, mà ông ta cái má cái mana bả, này có, mà ông ta cái cháu với hệ bả, ở nhà trước á má cái mana bả, đó cái question sẽ thuộc là tu như vậy, à đúng á, coi nha, à xí đây đi, năng như mình belu sẽ, equal to ở cái previous year đấy, equal to ở cái previous year tu như vậy, ở đúng là sai cái coi nha less than cái nó khát tăng pi bộ độ, cái tên khát tăng pi bộ độ,
adu oi ta ga na aku ta ne nang na foreign people matam equal to oi ga peak ta ga nang gi se koi less than the last khani ba else the sar khani if condition ki if si gi manung the your statement se as the chat we ko else ki statement chat ki doine ba koi na peer ba condition tim tung yang di dum yang si ko si su yang te mu tu su yang let me close door mo do ga next else na hapo else ki manung da mo kuna kai happen ni if ama mo se ka ra ni ba else ki manung da kari gi no sai gi a se si da kai gum ba a si na b de kai no de sa ro de ta b a b se pi kam ta de b se ga si ga mo se tong ba wa ti da na ko aduna b ya si ga mo se ka ro ba if a se yeterde sorry b se yeterde c or brana mo se ka ro ba ko go to yam ne go to dum hap se we go to hap ta ko ne ta se go to see oi bena mok se ta ro se condition se na se ki condition se na true oi ra ta ge ti ko ne kai print ta ni print ya ta ko kem to ni you like to have this right b printer and got the statement b upon if statement then only one line khatang ram ta ga bracket cha happy draga su yai ko ne dum thing na we are going ba one line khatang ram ko da ko bracket after with the use to ba one line khatang ta ga ko bracket cha happy draga su yai ko ko ne sum I demand they function number you start in have a kang na ba han ba ta ko ba ki ko ne bracket cha sum happen ba yes the else the second bracket ba second bracket if sigi ma ka da ya ba sigi if I ga second bracket amne in close to ga ma kun the statement either na ko sigi se statement se na no line amak tang ha ke oi ta ga di sigi bracket se second bracket se half to su ya iba dum ya ani ba ira lai roi bu ko du ga khoin sentence se ani om si na ge hai ta ga di statement ani om si na ge hai ta ga di bracket cha pi ro ba no e dum example gum ba like ta oi na iba da thing na ba rom ba yai ko wan lan tang si na ba da bracket hap ta ba thing na ba yar ka ni ba do wan lan ka tang oi ta ga di kai su kai de ba kita ina bracket def iraga na mi set no de yang but that thing no bakang na bani ko sigi l set sigi bracket never stay enclosure is ma pa chan han ni bani se mai ni ta ga di karam mana karam bagi bracket no khang da kai gum na bracket half can once open ta ta ga di close to wira mo ba ba na ta ga di ira la kan nang gi se nang gi statement se kadai ne kadai ba ba nang gi function gi statement se kadai ne kadai ba ma ba do ana ta ina bracket na sigi bracket sigi mun do yar basin se if sigi function oi do ne ba do kita ini bana bracket se one line khatang ha ka ta ga di half ta ga di half tre kai gumba sentence ani na roka ni lagi hand by use to ga ta ga di bracket ha po do ga one half ga di at close to close to sala mo ko bracket se ya re ko si yen si ko si gi ai ni available ka no se gan ta ban ha pe yen u ko ran to ga mo yen ge ya lai pre a da 5 7 2 ne pe 7 is the largest in a pireba pireko sigi condition se kamai na koi na check tarong ga ni na jeng si ko ho ji ki do 5 a de ka pi na 5 b the 7 c the 2 ne pi ki ko value so khangau ko a da koi na c da sigi loop si da chat la ga jeng se ba a is the kind of 5 half a ba 5 say b the greater than or equal to or versus tum ben sector ba b is the kya no 7 ni ba a is 7 ne gi chau ra condition ja sa som hap ke
not bad som ige ko duk si de su yem si ko na ma ye kin tar de tan hai biro ma ho hai ke hai ke se yem a e se aina five pi de ko bi de na seven pi de si de na two pi de ba ko quite first the if condition this sector was ba number 1 de ko a se five se five do mi de ko si dai na five se ya de no equal to seven e ba the condition is true ba if condition false or ko sa five se seven de ki chau ba am su ma na ba na hang ba ne ba false or ko si false or ba mi si ki if si ki manung de lai ba statement sin se if a get the c na in mouse na pointer si ui ko pointer na pointer si ui ko si ki statement sa pull up si ki if si ki manung si ki bracket na hauraga third bracket hauraga third bracket na close to si ki statement sin sa pull up skip to gra ni ba man ka ki na ba matam da si condition se false ba gi ya ko aduga else la ani ba ma se b na chau hin di ba ni ba ado force next la e b is na kya no 7 ne 7 se get then we go to c or brand have a c di kya no in b se 2 ne ba si chum bra hang ne kwa si che one a si che true or e ma si chum me kwa si true or e ado ta ga de kuna si ki condition se set else ta mo sang for the condition mo set ta re si true or ta ga de koi na percentage d se is largest in the b is largest in the printer ado ne ba si da ya kwa 7 is largest in a printer at the moment. Can't I go that? Can't I bring a big portrait in a snack and update to it? Die. A dose coin is not a good sigi 5 sigi mahuta is not at freedom target the market condition say sigi portrait true or aga if you said man manunga mustang doing ever. Tang doi ni ko aduga a de gi c de gi mo greater or bana mo sector of doi ni ba ma se yai ko ya ya de ke ya ya kasi ba de yen se ko ar bin su yau tre hayeng hayeng ma kha ta ba mo tor se recording se mai gen cha ni ma let's go to the see screenshot la ho ke hai bra lo ke no no remiss ab tak ki sar us di aina half check up condition ji ka tane full ho ke tar di full so la ho full ho ne se ma ge se mo lo ro khas lo ro man kha di full so de ya ba ni ni mo ya le ko gani ni ya usila si ko to di thank you miss thank you